Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 từ 18 giờ ngày 7 tháng 1 đến 6 giờ ngày 8 tháng 1, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 34 ca mắc COVID-19 mới. Cụ thể, tại huyện Thanh Thủy 15 ca, huyện Lâm Thao 7 ca, huyện Cẩm Khê 3 ca, thành phố Vị Trì 3 ca, huyện Đoan Hùng 2 ca, huyện Tam Nông 2 ca, huyện Yên Lập 1 ca, thị xã Phú Thọ 1 ca. Trong các ca mắc COVID-19 mới, có một trường hợp trở về từ Hà Nội đã được cách ly quản lý. 22 trường hợp từ F1 hoặc trong vùng cách ly phong tỏa đã được quản lý, 11 trường hợp mắc mới cộng đồng. Đánh giá cấp độ dịch, toàn tỉnh vẫn ở cấp độ 1, huyện Thanh Thủy ở cấp độ 2, 12 trên 13 huyện Thị Thành ở cấp độ 1.